Đang xem tivi, đứa trẻ bất ngờ bị trăn gấm khổng lồ ghé thăm. Trăn là sinh vật máu lạnh nguy hiểm khiến nhiều người phải rùng mình mỗi khi nhắc tới. Nếu vô tình trở thành con mồi mà chúng nhắm đến thì khó có thể chạy thoát, kể cả những con vật có kích thước lớn như trâu, bò. Hình ảnh ghi lại cho thấy cậu bé đang nằm trên sàn nhà, tập trung xem tivi, hoàn toàn không hề hay biết đến nguy hiểm đang rình rập ngay phía sau. Một con trăn gấm với kích thước to lớn đang từ từ trườn thẳng về phía đứa trẻ. Khi con vật bò đến sát đầu, cậu bé mới hốt hoảng phát hiện ra. Sợ hãi tột độ, cậu nhóc vùng dậy, chạy vội ra ngoài tìm người lớn cầu cứu. Ngay lập tức, nhóm người đàn ông hàng xóm đã chạy đến để hỗ trợ. Tuy nhiên, việc khống chế con trăn khổng lồ là điều không hề dễ dàng. Con vật liên tục tìm cách ẩn nấp dưới ghế sofa. Hai người đàn ông phải loay hoay mãi thì mới có thể túm lấy đuôi và lôi nó ra ngoài. Điều khiến mọi người kinh hãi hơn nữa là phần bụng của con trăn phình to bất thường, chứng tỏ nó đã ăn no trước đó. Vậy mà con trăn vẫn chui vào nhà để tìm thêm đối tượng khác nhâm nhi. May mắn là đứa trẻ trong video đã thoát chết, nhưng nó để lại bài học xương máu cho các bậc phụ huynh về việc nâng cao cảnh giác, bảo vệ con em khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của Bintop. Chúc các bạn một ngày thật vui. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng mình nhé.